Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp tháng năm về, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta lại sống những giờ phút đặc biệt với niềm vui dâng trào và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng vào dịp này, toàn dân lại dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác mừng ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Vì lãnh tụ đã dành cả cuộc đời vì nước vì dân. Nhân cách ấy, sự cao thượng ấy luôn khiến cho hình ảnh của người trở nên đẹp đẽ và là tấm gương mẫu mực về đức tính khiêm tốn giản dị và đạo lý làm người cao đẹp nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng trong lòng mỗi người dân Việt Nam, Bác Hồ vẫn đời đời sống cùng non sông đất nước và bạn bè Nam Châu. Kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể và thiết thực nhất. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Các hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đổi thay trên ngôi làng mang tên ngày sinh nhật Bác Hồ. Quảng Trạch, sản lượng ngô đông xuân ước đạt 1.160 tấn. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơn mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 2 đã có các buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Đồng Hới để vận động bầu cử. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có ông Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Quảng Bình, gồm ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, bà Trương Thị Thanh Hoa, Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, ông Lê Phong Hồng, trưởng phòng công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Ngọc Phương, tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình. Thành phố Đồng Hới là một đô thị trung tâm tỉnh lỵ, là động lực phát triển của tỉnh Quảng Bình. Các ứng cử viên hứa nếu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ cố gắng phấn đấu nỗ lực để có những đóng góp cụ thể thiết thực hỗ trợ tỉnh nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng phát triển nhanh và bền vững. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội cũng mong muốn cử tri và nhân dân trong tỉnh thường xuyên giúp đỡ, phối hợp giám sát các đại biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Cử tri thành phố Đồng Hới đánh giá cao trình độ học vấn và năng lực làm việc của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 ở đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Quảng Bình và mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 cần có tiếng nói đề nghị các cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và có giải pháp hỗ trợ giúp thành phố Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung đẩy mạnh phát triển du lịch. Cử tri Đồng Hới cũng đề nghị các ứng cử viên trúng cử cần có ý kiến với chính phủ và các bộ ngành chức năng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả trước tình trạng biến đổi khí hậu đang tác động tiêu cực đến đời sống của người dân. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của bà con cử tri và hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp cụ thể thiết thực cho sự phát triển của thành phố Đồng Hới, của tỉnh Quảng Bình và của đất nước. Cũng trong ngày hôm nay 19 tháng 5, ông Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021,
thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Quảng Bình đã có các buổi tiếp xúc với cử tri huyện Minh Hóa để vận động bầu cử. Dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Quảng Bình gồm ông Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bà Đinh Thị Dung, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến huyện Minh Hóa, bà Cao Thị Giang, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hòa Tiến huyện Minh Hóa, ông Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, bà Trương Thị Tư, giám đốc Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định được là đại biểu Quốc hội đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của nhân dân là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu làm đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên sẽ thường xuyên gần gũi, lắng nghe, phản ánh đến Quốc hội và các bộ ngành, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của nhân dân, quan tâm giải quyết các chế độ chính sách cho người có công, chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc ít người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, chủ trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho thanh niên, đẩy mạnh chương trình xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, nhằm thu hẹp khoảng cách về phát triển kinh tế xã hội giữa khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực đồng bằng. Tại buổi gặp gỡ tiếp xúc, các cử tri huyện Minh Hóa đều bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng đối với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đồng thời đề nghị các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội cần thực hiện tốt chương trình hành động đã đưa ra và phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chức năng quyền hạn của người đại biểu nhân dân. Đặc biệt, khi trúng cử, các đại biểu Quốc hội cần nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ các giải pháp hỗ trợ cây trồng vật nuôi, chuyển giao khoa học công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật để giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, tiếp tục hỗ trợ đầu tư hạ tầng phát triển sản xuất ở khu vực nông thôn, miền núi, nhất là giao thông, thủy lợi, quan tâm khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường công tác giám sát đối với các công trình đầu tư xây dựng cơ bản để khi đưa vào hoạt động phát huy hiệu quả, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Chiều nay ngày 19 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới. Cùng làm việc có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của thành phố Đồng Hới thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao vai trò của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Hới trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho người dân trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị thành phố Đồng Hới cần chủ trọng xây dựng và triển khai chiến lược phát triển du lịch của thành phố, góp phần đưa Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch của cả nước, chủ trọng thu hút các dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời làm tốt việc quy hoạch ngành nghề dịch vụ du lịch. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Thành ủy Đồng Hới cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Chiều qua ngày 18 tháng 5, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đến thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Dự buổi làm việc về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về các mặt công tác của các lực lượng vũ trang tỉnh thời gian qua và về một số nhiệm vụ trọng tâm của các lực lượng vũ trang Quảng Bình trong thời gian tới. Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh, các lực lượng quân sự, công an biên phòng cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tiếp tục triển khai các quy định văn bản của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh Quảng Bình, các quy định hướng dẫn, cơ chế chính sách hỗ trợ tại quyết định 772 QĐ-TTR ngày 9 tháng 5 năm 2016 cho ngư dân biết để đảm bảo ổn định đời sống, nhất là hộ chính sách, hộ nghèo và các trường hợp bị thiệt hại lớn. Lực lượng công an quân sự biên phòng của tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng,
phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, ngăn chặn, sàng lọc các đối tượng lợi dụng để kích động, lôi kéo, xúi dục nhân dân và kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và chính quyền địa phương, không để kẻ xấu lợi dụng để tuyên truyền, kích động, tụ tập đông người và có những hành động quá khích. Bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hôm qua ngày 18 tháng 5, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Tân Trạch và xã Thường Trạch, huyện Bố Trạch. Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo hai xã Tân Trạch và Thường Trạch đã báo cáo tình hình công tác bầu cử. Theo đó, xã Tân Trạch có 3 điểm bỏ phiếu bầu cử 4 cấp với 236 cử tri. Xã Thường Trạch có 8 điểm bỏ phiếu bầu cử với 1.439 cử tri. Đến thời điểm này, việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã Tân Trạch và Thường Trạch được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ. Người được giới thiệu ứng cử đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện, có phẩm chất chính trị và năng lực công tác được cử tri đánh giá cao. Tân Trạch và Thường Trạch là hai xã vùng cao giáp với biên giới nước bạn Lào. Đây cũng là hai địa phương trên địa bàn tỉnh được tiến hành bầu cử sớm vào ngày 20 tháng 5. Sau khi làm việc với ban bầu cử của hai xã, đồng chí Lê Văn Phúc đã đi kiểm tra các điểm bỏ phiếu tại Ủy ban Nhân dân xã Thường Trạch, đồn biên phòng Cà Rong và bản Ba Chín. Đồng chí Lê Văn Phúc đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của các đơn vị, yêu cầu Ủy ban bầu cử huyện Bố Trạch và hai xã tiếp tục quán triệt chỉ thị của các cấp về công tác bầu cử, rà soát lại toàn bộ công tác bầu cử, xem xét các vấn đề còn vướng mắc để kịp thời giải quyết, tăng cường công tác tuyên truyền vận động cử tri bầu cử đầy đủ, đúng quy định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử. Theo dõi sâu sát quá trình tổ chức bầu cử nhằm bảo đảm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trở thành ngày hội của toàn dân, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh, Hội đồng bầu cử quốc gia vừa có văn bản cho phép tỉnh Quảng Bình triển khai bầu cử sớm ở 13 khu vực bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 5 năm 2016, trước 2 ngày sau 7 ngày bầu cử chính thức trên toàn quốc, 22 tháng 5 năm 2016. Cụ thể, tại huyện Bố Trạch, có 11 khu vực bỏ phiếu được bầu cử sớm thuộc hai xã Thường Trạch, 8 khu vực, Tân Trạch, 3 khu vực, và huyện Quảng Ninh có 2 khu vực thuộc xã Trường Sơn. Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở 13 khu vực bỏ phiếu sớm theo đúng quy định pháp luật. Việc niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên, công tác chuẩn bị các điểm bầu cử, tổ bầu cử, tập huấn cho thành viên tổ bầu cử tại các điểm bầu cử sớm được chuẩn bị chú đáo, công tác an ninh trật tự đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang đến gần. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị ở huyện miền núi Minh Hóa đã bước vào giai đoạn hoàn tất, để ngày 22 tháng 5 sắp tới, cùng với cử tri trong tỉnh, cử tri huyện Minh Hóa sẽ náo nước bước vào ngày hội lớn của đất nước. Đây là khu vực bầu phiếu số 4 thuộc thôn Tân Lợi, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa. Do điều kiện nhà sinh hoạt cộng đồng không đảm bảo, nên ban chỉ đạo bầu cử xã Yên Hóa đã mượn nhà của bà Đinh Thị Bảo để làm một khu vực bỏ phiếu. Ngoài khu vực bỏ phiếu này, huyện Minh Hóa cũng lựa chọn 3 nhà dân ở các xã Tân Hóa và Hòa Sơn để làm điểm bỏ phiếu. Gia đình cũng sẵn sàng để cho gia đình đến đàng hoàng đầy đủ các thủ tục để cho chuẩn bị đợt bỏ phiếu Quốc hội với Hội đồng Nhân dân xã huyện thành công tốt đẹp. Các điểm bầu cử đều có băng rôn khẩu hiệu chuẩn bị đầy đủ và cờ hiệu và công tác niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri và chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước nói chung, của xã Yên Hòa nói riêng là bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có hiệu quả. Riêng với 4 xã biên giới Dân Hòa, Trung Hòa, Hòa Sơn, Thường Hòa, do địa hình xa xôi cách trở, địa phương cũng đã huy động sự tham gia của các tổ chức đảng, đoàn thể, phát huy vai trò của gia làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào hưởng ứng ngày hội của toàn dân. Đến nay, công tác tuyên truyền bằng trực quan thông qua các băng rôn khẩu hiệu, biểu ngữ đã được huyện Minh Hóa hoàn tất. Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh cơ sở cũng đang tích cực phát huy vai trò quan trọng,
trong việc truyền tải các nội dung về cuộc bầu cử. Trong những ngày này, tổ bầu cử ở các thôn đang gấp rút hoàn thành những công việc cuối cùng như phát thẻ cử tri, trang trí tại 121 điểm bỏ phiếu, đảm bảo đúng quy định, sẵn sàng bước vào ngày hội lớn của năm sau. Đến nay thì tất cả các cái bước chuẩn bị đều là tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, và thông qua các cái bước chuẩn bị, thông qua các công tác tuyên truyền thì đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và cử tri. Thời gian bầu cử đã gần kề, ban chỉ đạo của bầu cử của huyện Minh Hóa đang tập trung chỉ đạo quyết liệt để cử tri thực hiện quyền nghĩa vụ để lựa chọn các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là những người xứng đáng nhất. Cùng với việc gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất để mình công tác tuyên truyền, huyện Minh Hóa cũng đã triển khai các phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ trước, trong và sau bầu cử. Với sự nỗ lực của Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, các tổ chức liên quan và toàn thể nhân dân, tin tưởng rằng ngày hội lớn của non sông ở huyện miền núi Minh Hóa sẽ thành công tốt đẹp. Cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, hiện nay huyện Quảng Ninh đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đến thời điểm này, Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm theo kế hoạch, tiến độ, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã và đang tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bầu cử, bảo đảm công tác an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát công tác bầu cử ở các đơn vị bầu cử. Công tác tuyên truyền được đa dạng hóa bằng các hình thức và nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, để các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, tự giác để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Nhìn chung công tác bầu cử, đây là một cuộc vận động sinh hoạt chính trị lớn, nhân dân rất tin tưởng vào cái công tác bầu cử sắp đến. Và đặc biệt là đến giờ này thì mọi công tác chuẩn bị thì của xã đã hoàn thành. Trong cuộc bầu cử lần này, huyện Quảng Ninh có 68.128 cử tri ở các xã, thị trấn. Tổng số đại biểu được bầu vào Hội đồng Nhân dân huyện là 31 đại biểu, bầu vào Hội đồng Nhân dân cấp xã là 392 đại biểu. Toàn huyện có 8 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 113 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã với 116 khu vực bỏ phiếu. Sau khi có quyết định công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Ban bầu cử các xã, thị trấn tiến hành niêm yết danh sách và tiểu sử của các ứng cử viên tại Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn và cả khu vực bỏ phiếu. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tiểu khu thì đã làm tốt cái công tác tuyên truyền về bề nội, thì có là băng cờ khẩu hiệu đã được là trang hoàng đầy đủ. Về trên hệ thống truyền thanh của tiểu khu thì đã tiến hành tuyên truyền về tiêu chuẩn là của đại biểu, về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, để cho nhân dân là thấy rõ được cái vai trò trách nhiệm của mình trong công tác là bầu cử, để đảm bảo làm thế nào đó là bầu cử ra được những đại biểu Quốc hội đảm bảo đủ tiêu chuẩn để đáp ứng được cái phản ánh đủ cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân gửi gắm vào đối với các đại biểu sẽ được bầu trong nhiệm kỳ sắp tới. Cán bộ và nhân dân Quảng Xá là quyết tâm đồng lòng đồng sức để chuẩn bị cho cái bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp thành công tốt đẹp. Thì mọi công tác thì Ủy ban Nhân dân xã đã có cái chỉ đạo, riêng thôn thì đã hoàn thành. Đến hôm nay các cái mặt về cái chương trình, về các cái danh sách, nhân dân phấn khởi, nỗ lực là để chuẩn bị cho cái ngày bầu cử. Cùng với đó, huyện Quảng Ninh còn tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Bà con bản Khe Ngang đã nắm bắt được là ngày 22 tháng 5 là ngày bầu cử của toàn dân. Thì ngày bầu cử này ngoại ý nghĩa là lựa chọn những người có đức có tài để giúp đỡ cho toàn dân chúng ta được cơm no áo ấm,
thì riêng bản thân tôi cũng đã đi tuyên truyền, vận động và nắm bắt các cái tình hình của bà con để giúp đỡ bà con trong công tác bầu cử cho tốt đẹp. Mỗi người dân là phải có ý thức, là có để chọn những người có đức có tài để là lãnh đạo đất nước. Tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện Quảng Ninh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra được những đại biểu xứng đáng, đủ đức đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đảng quan tâm khác. Các hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đổi thay trên ngôi làng mang tên ngày sinh nhật Bác Hồ. Quảng Trạch, sản lượng ngô đông xuân ước đạt 1.160 tấn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5, thành phố Đồng Hới đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Triển lãm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là một trong những hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2016. Với hàng chục bức ảnh được trưng bày, đó là những minh chứng sinh động cho các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cũng như các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Triển lãm nhằm tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về lịch sử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân qua các kỳ bầu cử, qua đó tôn vinh và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ vĩ đại, người có công lao to lớn trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, làm cho mỗi người dân thể rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 22 tháng 5 năm 2016. Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay ngày 19 tháng 5, Đảng ủy phường Đông Mỹ, thành phố Đồng Hới đã tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Trong đợt này, sáu đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ phường Đông Mỹ, thành phố Đồng Hới được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng huy hiệu Đảng. Trong đó, một đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và bốn đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành ủy Đồng Hới đã ghi nhận sự cống hiến to lớn của các đồng chí đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và mong muốn các đồng chí tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Các đồng chí đảng viên được tặng huy hiệu Đảng phấn khởi trước sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường vụ Thành ủy Đồng Hới và quyết tâm phấn đấu để mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên noi theo. Với suy nghĩ giản dị, học Bác không ở đâu xa, mà ngay từ những việc làm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi một cán bộ hội viên. Trong những năm qua, phong trào thực hành tiết kiệm đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Lý triển khai một cách sâu rộng và trở thành việc làm thường xuyên, thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ hội viên trong toàn phường. Bằng các hình thức tiết kiệm, đến nay các chi hội phụ nữ phường Bắc Lý đã tiết kiệm được 1,7 tỷ đồng, giúp cho gần 200 chị em được vay vốn để phát triển kinh tế. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Lý đã xây dựng thành công mô hình tổ tín dụng tiết kiệm, thu hút sự tham gia của 2.500 hội viên
với 128 tổ tín dụng tiết kiệm. Từ phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác đã góp phần nâng cao nhận thức, giúp cho các hội viên hình thành thói quen tiết kiệm và tạo lập nguồn vốn tại chỗ, hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ những năm 60 của thế kỷ trước, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay làng 19 tháng 5 ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch đã có nhiều đổi thay đáng kể, xứng đáng là ngôi làng mang tên ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc di dân phát triển kinh tế mới, ngày 19 tháng 5 năm 1960, một số hộ gia đình và lực lượng thanh niên xung phong của xã Cảnh Dương đã xung kích tình nguyện để khai phá vùng đất hoang của xã Quảng Đông, thành lập làng mới. Thể theo nguyện vọng của nhân dân, năm 1964, làng được đặt tên 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác. Với tinh thần một tấc không đi, một ly không rời, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân thôn 19 tháng 5 đã một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, bám đất giữ làng chiến đấu và sản xuất. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, nhân dân thôn 19 tháng 5 đã đoàn kết một lòng, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Khi mà có chủ trương để đặt tên làng thì thể theo nguyện vọng của nhân dân và cán bộ ở đây thì muốn đặt tên làng vào ngày sinh của Bác, ngày 19 tháng 5. Nguyện vọng của nhân dân thì để muốn tỏ lòng biết ơn Đảng và Bác Hồ và luôn luôn đi theo Đảng và Bác Hồ. Cho đến nay là hơn 50 năm làng được thành lập, thì dân làng kế tục sự nghiệp lúc nào cũng luôn luôn hướng về Đảng, về Bác Hồ và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Hiện thôn 19 tháng 5, xã Quảng Đông có 270 hộ dân với khoảng 900 nhân khẩu. Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế của địa phương, trong những năm qua, Ban Cán sự thôn đã vận động bà con trong thôn tích cực phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề. Trong đó có khoảng 50% hộ dân theo nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển. Các hộ dân còn lại chủ yếu là mở các dịch vụ thương mại, sửa chữa cơ khí, phát triển chăn nuôi trong rừng và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp đem lại hiệu quả cao. Từ một xóm nhỏ ven biển, đến nay, thôn 19 tháng 5 đã trở thành thôn dẫn đầu các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của xã Quảng Đông. Đến nay, toàn thôn chỉ còn khoảng 10% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 23 triệu đồng một người một năm. Cả phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đã được nhân dân trong thôn thực hiện theo đúng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Gia đình đã coi như là lên cái vùng đất này khai hoang phục hóa vào năm 1992, thì gia đình đã phát triển về ngành nghề dịch vụ cơ khí và phát triển chăn nuôi. Toàn bộ cái diện tích là đã được xây bao khép kín để chăn nuôi, trồng cây và phát triển dịch vụ. Bình quân mỗi năm thì gia đình trừ chi phí thì đã thu nhập được một năm khoảng 150 triệu. Vận động là nhân dân là sẽ tạo điều kiện với ngân hàng chính sách xã hội để cho nhân dân vay vốn để phát triển ngành nghề, mua sắm ngư lưới cụ để cùng làm ăn, để xây dựng kinh tế về ngành ngư. Thế riêng về những cái ngành nghề khác ở trên khu ấy, thì cũng tạo điều kiện cho bà con, nhất là học hỏi các kinh nghiệm, các cái mô hình sản xuất trang trại, rồi mô hình là về các cái tổ hợp để nhân dân phát triển kinh tế. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong những năm qua, thôn 19 tháng 5 đã đầu tư 1,9 tỷ đồng để bê tông hóa được 1.200 mét đường giao thông liên thôn, liên xóm. Các công trình phúc lợi trên địa bàn được đầu tư khang trang. Thôn 19 tháng 5 đang phấn đấu là thôn đầu tiên của Quảng Đông hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, thực hiện các cái nghị quyết qua các cái nhiệm kỳ đại hội của xã Quảng Đông nói chung, thì đặc biệt là cái thôn 19 tháng 5 là cái sự phát triển kinh tế xã hội nó ngày càng phát triển hơn so với các thôn khác trên địa bàn toàn xã. Đặc biệt là cái hộ nghèo của thôn thì càng ngày càng giảm, đặc biệt là năm nay là giảm xuống còn dưới 10%. Những ngày này, cán bộ và nhân dân thôn 19 tháng 5 xã Quảng Đông đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2016, và quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, xứng đáng với vinh dự của ngôi làng được mang tên ngày sinh nhật Bác.
Để chia sẻ với ngư dân vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình gặp khó khăn do sự cố môi trường nghiêm trọng, sáng nay ngày 19 tháng 5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh trao quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do cá biển chết bất thường trong thời gian qua. Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đã phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông bao gồm Viễn thông tỉnh, Viettel Quảng Bình, Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Mobilephone Quảng Bình, Truyền hình cáp SCTV Quảng Bình đã đến thăm hỏi tặng quà cho 30 hộ ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do cá biển chết bất thường trong thời gian qua trên địa bàn xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, một suất quà trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã trao tặng 5 triệu đồng cho xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch để hỗ trợ địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cũng trong dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình cũng đã có buổi làm việc với một số xã trên địa bàn huyện Bố Trạch về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Trên cơ sở đó, có các phương án chỉ đạo thực hiện sửa chữa, nâng cấp miễn phí các đài truyền thanh cơ sở nhằm góp phần thực hiện chức năng đưa thông tin về cơ sở, đặc biệt đảm bảo thông tin phục vụ kịp thời cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Vừa qua, Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh và Ủy ban nhân dân xã Hải Ninh tổ chức thăm tặng quà cho bà con ngư dân. Ban Từ thiện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đến thăm hỏi tình hình đời sống của bà con ngư dân và trao 300 xuất quà, tổng trị giá trên 150 triệu đồng cho các hộ ngư dân xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm 10 kg gạo, một thùng mì tôm, một chai dầu ăn và 200.000 đồng tiền mặt, góp phần chia sẻ những khó khăn để bà con có điều kiện ổn định cuộc sống. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ đông xuân này, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã chuyển đổi nhiều diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ngô cho thu nhập khá cao. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã chuyển đổi được 232 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô. Riêng trong vụ đông xuân năm nay, huyện đã chuyển đổi được 55 ha tập trung ở các địa phương như Quảng Châu, Quảng Thạch, Cảnh Hòa, Phú Hòa. Các giống ngô được bà con nông dân đưa vào gieo trồng đó là DK9901, MX4 và giống ngô HN88. Đây là các loại giống ngô rất phù hợp với đồng ruộng của huyện Quảng Trạch nên phát triển tốt, cho năng suất ổn định. Qua kiểm tra đánh giá, năng suất bình quân ước đạt trên 50 tạ một hecta. Tổng sản lượng ngô toàn huyện đạt khoảng 1.160 tấn. So với trồng lúa, trồng ngô cho thu nhập cao hơn rất nhiều. Ở vụ hè thu này, huyện Quảng Trạch tiếp tục chỉ đạo các địa phương chuyển đổi số diện tích đất trồng lúa thiếu nước sang trồng ngô để tăng thu nhập cho người dân. Khai thác lợi thế về diện tích đất đồi, đất rừng rộng lớn, những năm qua, người dân xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch đã tích cực khai hoang, mở rộng diện tích trồng rừng, phủ xanh đất trồng đồi núi trọc. Đến nay, nghề trồng rừng đã mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân địa phương. Đến nay, xã Quảng Lưu có 1.400 ha diện tích rừng trồng với các loại cây chủ lực là bạch đàn, keo lai, trong đó có 30 ha diện tích rừng được trồng trong năm 2016. Để phát triển diện tích rừng trồng, địa phương đã thực hiện tốt công tác giao khoán đất rừng, tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo việc người dân khai hoang, mở rộng diện tích đất trồng rừng đúng quy định. Cùng với việc phát huy tốt diện tích rừng trồng, xã Quảng Lưu cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bảo vệ trên 1.550 ha diện tích rừng rẻ tự nhiên. Vì vậy, hàng năm, đến mùa thu hoạch, người dân địa phương được vào rừng tận thu hạt rẻ, nhưng vẫn đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Trung bình mỗi năm, thu nhập từ rừng trồng và tận thu hạt rẻ mang lại cho người dân khoảng 3 tỷ đồng. Nuôi cá lồng trên sông là hướng đi có hiệu quả đang được nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa triển khai nhằm góp phần tăng nguồn thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tận dụng nguồn nước tự nhiên, nguồn thức ăn sẵn có, thời gian qua nhiều hộ dân ở xã Châu Hóa đã mạnh dạn đầu tư phát triển nghề nuôi cá lồng. Nếu năm 2014 xã Châu Hóa có 50 lồng nuôi cá, thì đến nay đã tăng lên 73 lồng và đang có xu hướng tiếp tục tăng. Nghề nuôi cá lồng đã trở thành hướng phát triển kinh tế đem lại thu nhập khá cho người dân, mở ra hướng thoát nghèo và làm giàu cho nhiều hộ dân ở địa phương. Để phát huy lợi thế sẵn có, xã Châu Hóa đã xác định mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2020 sẽ mở rộng quy mô nuôi cá lồng lên trên 150 lồng. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 18 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi biển Quảng Phú, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đà Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh. Đồng thời, gửi mẫu cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu. Kết quả quan trắc phân tích như sau.
Kết quả quan trắc phân tích so sánh với QCVN10MT2015BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác cho thấy 18 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện, được công bố tại website vea.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 19 ngày 20 tháng 5 năm 2016. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 mét. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 5 năm 2016, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ.